Chưa kịp hoàn hồn vì siêu bão số 3 Yagi đi qua, người dân miền Bắc đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và nguy hiểm do hoàn lưu sau bão. Cây cối gãy đổ, nhà cửa tan nát, sạt lở đất, sập cầu, vỡ đê, cô lập do mưa lũ, đã ghi nhận có thương vong. Nước ở tất cả các con sông ở miền Bắc đang dâng lên không ngừng, có nơi lên đến mức báo động nguy hiểm. Phải chăng lời nguyền bão lũ năm thìn 60 năm một lần đang lặp lại? Người dân cần làm gì để vượt qua tai ương này? Hãy cùng theo dõi tiếp nội dung video của Bão Tin Tức hôm nay. Bão năm thìn từ lâu đã phổ biến trong cộng đồng. Bão năm thìn được đúc kết thành ca dao. Gặp đây kẻ mất người còn, năm thìn trận bão, khóc mòn con người. Khái niệm năm thìn được đề cập chính là năm Giáp Thìn, bởi lẽ người Việt đã hứng chịu hai trận bão khủng khiếp vào năm Giáp Thìn 1904 và năm Giáp Thìn 1964. Cho nên lời nguyền bão năm thìn không hẳn mang tính chất mê tín dị đoan mà còn có giá trị kinh nghiệm được tích lũy từ đời sống thực tế và đời sống tâm linh. Trận bão Yagi vừa quét qua miền Bắc trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9 vừa qua vẫn còn đang tiếp tục để lại hậu quả nặng nề. Lũ lụt và sạt lở đất tiếp tục diễn ra tang thương ở nhiều địa phương, khiến nhiều người lại càng lo sợ lời nguyền bão lụt năm thìn. Câu chuyện cứ 60 năm một lần lặp lại. Năm Giáp Thìn bão lụt kinh hoàng khiến nhiều người quan tâm. Cứ một hoa giáp, người ta lại ghi nhận được một cơn bão có tính kinh khủng. Bão năm Giáp Thìn 1904. Trận bão năm Giáp Thìn 1904 xảy ra vào tháng 5 ở miền Nam, được ghi chép trong nhiều sách vở. Trên báo Nông Cổ Mín Đàm, ngày 12 tháng 5 năm 1904 tường thuật. Tại Sài Gòn, dưới sông, ghe chài và ghe đò bị chìm chẳng biết bao nhiêu. Trên bờ cây ngã chật đường, dọn không xuể. Đến nay, tư liệu về trận bão lũ này không nhiều, chủ yếu thông qua sách báo còn lưu hay văn học dân gian. Hồi còn nhỏ, người viết đã nghe ông ngoại hay nói câu năm thìn bão lụt chiếu trôi xa giường. Hay trong dân gian, nếu ai đó có nói chuyện xưa cũ thì người dân hay nói câu ông đó nói toàn chuyện năm thìn bão lụt, có nghĩa rằng ông đó nói toàn chuyện xưa cũ. Như vậy, thật ra chuyện năm thìn bão lụt là như thế nào? Cho đến nay, tư liệu viết về trận cuồng phong bão lụt này không nhiều. Tác giả Việt Cúc, Sơn Nam và Tô Nguyệt Đình, Hồ Biểu Chánh, nhà báo Nguyễn Ngọc có nhắc đến. Qua một số câu thơ, ca dao, thành ngữ trong dân gian, hình ảnh về sự kiện thiên tai này cũng có được đề cập nhưng không nhiều. Năm thìn bão lụt là trận bão kinh hoàng ở Nam Kỳ, xứ Gò Công chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều vùng phụ cận như Định Tường, Cần Giờ và nhiều tỉnh Nam Kỳ đến tận Cà Mau cũng bị ảnh hưởng lớn. Trong cuốn sách Gò Công cảnh cũ người xưa của cụ Việt Cúc xuất bản thập niên 1970, sau đó được nhà xuất bản trẻ tái bản vào năm 1993 có thông tin về sự kiện này. Theo cụ Việt Cúc, đó là ngày rằm tháng 3 năm Giáp Thìn, đương mùa khô hạn, ruộng đồng nứt nẻ, bỗng trời nộ cuồng phong, mây đen bao phủ từ 10 giờ sáng đến hơn 5 giờ chiều, bỗng xoay chiều gió từ phương đông ào ào xô gãy cây và chốc gốc, vách nhà đổ xiêu, lá cây, lá lợp nhà tốc bay tứ tung, cây cối nằm la liệt. Cụ Việt Cúc cho rằng, không chỉ vậy, tàu thuyền ngoài biển, trong sông bị nhấn chìm vô số, xác người, xác súc vật trôi lềnh bềnh trên sông, cảnh tượng tang thương, bình địa khởi phong ba. Cơn bão đi qua, niềm đau ở lại, tiếng khóc than vãn vang một vùng. Đàn ông tìm cây lá cất chòi ở tạm, đàn bà bòn mót lúa cho qua bữa. Sau đó, dân làng tổ chức việc đi tìm chôn xác, gặp ở đâu chôn ở đó nhiều vô kể. Cũng cần nói thêm, đến tháng 5 năm đó, phần do người và vật bị thiệt mạng, sình trương phần cây cỏ ẩm mục, nhà cửa ngập lụt không vệ sinh, nên người dân Gò Công lại hứng họa dịch bệnh, khổ ải vô cùng. Đây là vùng đất vốn ít có lụt bão, nhưng năm 1904, cơn bão qua đã để lại hậu quả tang thương và dân gian sau này còn có câu năm thìn bão lụt. Theo thống kê, trận bão năm đó đã có hơn 5.000 người thiệt mạng, súc vật 10 phần thì chết 8,
và hơn phân nửa nhà dân bị sập. Bão năm Giáp Thìn 1964. 60 năm sau, lại vào năm Giáp Thìn 1964, cơn lũ lịch sử đã đè nặng lên miền Trung. Trận lũ này gây ra hậu quả tàn khốc cho các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Quảng Nam là địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất, đến nỗi người thiệt mạng và gia súc, gia cầm bị cuốn theo dòng nước về tận vùng biển, ùn ứ lại thành một bờ đê. Làng Đông An, xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã bị lũ quét qua, cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, san bằng làng mạc và đau đớn nhất là cuốn đi gần hết người trong làng. Tổng cộng có đến 1.481 người thiệt mạng, chỉ sống sót được 19 người. Những bậc cao niên sinh sống ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đều còn nguyên ký ức kinh hoàng thuở ấy. Bão Giáp Thìn năm 2024. Năm Giáp Thìn 2024, cơn bão Yagi vừa quét qua và hậu quả còn để lại. Mưa lũ còn tiếp diễn tang thương. Cơn bão Yagi đã ảnh hưởng nặng nề nhiều tỉnh miền Bắc. Nhà tốc mái, gió lốc và mưa lũ. Thống kê nhanh chưa đầy đủ thì ngay sau khi bão đi qua đã có những vụ thiệt mạng do cây đổ. Thì Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay có tới 64 người thiệt mạng do mưa bão Yagi. Miền núi phía Bắc tiếp tục mưa lớn, lũ dâng cao. Thái Bình có khoảng 18.000 hecta lúa bị nghiêng, đổ, úng ngập nước. Theo thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, cơn bão số 3 là cơn bão đặc biệt, bắt nguồn từ biển Đông của Philippines và đã mạnh lên thành siêu bão trên biển Đông. Đây cũng là cơn bão mạnh nhất trên biển Đông trong vòng 30 năm trở lại đây. Báo cáo cho biết sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt đến cấp 16, giật trên cấp 17. Đáng chú ý vào thời điểm đi tới đất liền Quảng Ninh và Hải Phòng, sức gió mạnh nhất vẫn ở cấp 13-14, giật đến cấp 16-17. Bên cạnh đó, hoàn lưu bão Yagi đã tạo nên phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa, 26 tỉnh, thành phố, gây mưa lớn cho khu vực này, nhất là khu vực miền núi phía Bắc. Ngay từ đầu năm 2024, các chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai đã đưa ra những dự báo rằng năm nay sẽ có sự chuyển pha liên tục của các hình thái thời tiết. Sự chuyển pha đột ngột sang La Nina khiến thời tiết sẽ có nhiều biến động và nhiều hình thái thời tiết cực đoan như nắng nóng, mưa dông, lũ lụt và bão nhiều. Rất khó để xác định cụ thể có bao nhiêu cơn bão vào Việt Nam trong năm nay. Nếu ước tính theo quy luật chuyển pha đột ngột từ El Nino sang La Nina, thì số lượng các cơn bão vào Biển Đông Việt Nam có thể nhiều hơn 10 cơn bão. Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng biến đổi khí hậu đang chi phối các hình thái thời tiết thay vì các pha ENSO. Chính vì vậy, những diễn biến bất thường của thời tiết có thể xảy ra không theo quy luật đó là pha nào. Theo thống kê từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn, biến đổi khí hậu đã và đang xảy ra trên toàn cầu là xu thế không thể đảo ngược. Cũng theo báo cáo trên, La Nina xuất hiện thường gắn với hiện tượng mưa nhiều hơn so với mức bình thường. Trong khi đó, La Nina xuất hiện vào đúng mùa mưa, khu vực Trung Trung Bộ. Do đó, với kịch bản xuất hiện La Nina như vậy, nhiều khả năng nguy cơ ở các tỉnh Trung Trung Bộ trong mùa mưa lũ năm nay tập trung vào các tháng 9, 10 và 11. Lượng mưa sẽ ở mức cao hơn so với mức trung bình nhiều năm. Sự trùng hợp của 3 cơn bão lụt của 3 năm Giáp Thìn theo đúng trình tự 1 Giáp Hoa đã khiến nhiều người lo sợ. Dần dần từng lưu truyền câu bão năm Thìn, nhưng trên thực tế cho thấy nhiều năm Thìn rất ít bão. Ví dụ như năm 1976 thì cả năm không có một cơn bão nào, đến năm 1988 thì có 5 cơn bão và năm 2000 thì chỉ có 2 cơn bão. Ngoài ra có nhiều năm có lũ lớn nhưng không phải năm Thìn, như năm 1991, 1984, năm 1981, 1978 hay 1966. Do đó không có cơ sở nói rằng cứ năm Thìn thì bão lụt nước dâng cao. Thiên tai rất khôn lường. Quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra biến bão lụt khó dự đoán hơn. Các nhà khoa học đã chứng minh có nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ lặp lại sau một vòng hoa giáp 60 năm, mà bão năm Thìn cũng trùng hợp ngẫu nhiên như thế. Thế nhưng, với người Việt vẫn đủ bản lĩnh để bước qua mọi lời nguyền tai ương. Bão Yagi dẫu gây không ít mất mát và để lại nhiều đổ nát, thì ngay lúc này, cả nước vẫn chung tay san sẻ với những địa phương bị ảnh hưởng để cùng nhau dựng lại nhà, dựng lại người.
Khi bão tàn rồi, khi lũ rút rồi thì tình thương vẫn sẽ ở lại, vẫn nồng ấm và tin cậy trong ơn nghĩa đồng bào.